Xin chào tất cả quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh bất động sản của Eman. Thì hôm nay Eman đang ở trong gian thi quý anh chị. Hôm nay Eman sẽ dẫn tất cả quý anh chị đi tham quan một lô đất nằm tại gian thi Lâm Hà, Lâm Đồng nha mọi người. View rất là đẹp nha anh chị, đường bê tông. Không để quý anh chị chờ lâu thêm nữa, chúng ta cùng đi thôi. Đây là cái đường vô đất nha anh chị ơi. Đây là đường vô đất, vị trí của lô đất đây, từ đây, từ cái cọc bê tông của em đây xuống bên dưới nha anh chị. Mặt tiền là hơn 15m, mặt tiền bê tông hơn 15m nha anh chị. View khá là đẹp. Thế đất thì nó nằm triền lại lại xuống đây, anh chị có thể nhìn thấy này, cao hơn mặt đường hơn 1m, nó triền lại lại xuống này. Đó, diện tích là hơn 500m2. Đi xuống dưới đây, gồm hai mặt tiền nha anh chị. Nhưng mà cái mặt tiền bên dưới này này, mặt tiền bên dưới này thì chỉ là cái đường rẽ vô nhà của một người dân thôi, nhưng mà nó hiển thị trên bản đồ nha quý anh chị. Lô đất này có 388m2 đất thổ cư nha anh chị, rất là nhiều thổ cư. Đây, anh chị có thể nhìn thấy view đây. Trên đất thì hiện tại đang trồng cà phê thôi anh chị ạ. Trên đất đang trồng cà phê thôi. Để em đi ngang qua cho quý anh chị xem nha. Đây, đây là cái đường vô đất, đường bên hông này vô nhà của người dân này anh chị, chứ không phải là đường của đất thôi anh chị nha. Đường này là đường vô nhà người dân thôi. Nhưng mà em nghĩ là sau này thì hai mặt tiền thì nó vẫn ok hơn. Ranh mốc thì rõ ràng rồi, ranh mốc vô nhà người ta thì rõ ràng rồi. Đây, đây là cái mặt bên này này anh chị, trồng cà phê thôi. Đó, đến đây nha quý anh chị nha, đến đây thì nó dốc lên bên trên kìa. Nếu mà đứng từ đây thì view nó dốc lên phía bên trên kia. Đường điện thì thoải mái rồi này anh chị này, có điện dân sinh rồi này. Giếng thì chúng ta phải khoan giếng nước rồi. Từ đây mà ra trung tâm của thị trấn Nam Ban thì đâu đó tầm khoảng 3 cây rưỡi anh chị. Từ đây mà ra đường lộ thì đường tỉnh lộ 725 thì tầm khoảng 3 cây. Đường đi thì cái đường này nó thông hết anh chị ạ. Đường bê tông đường trước mặt mình này, đi hướng nào cũng ra được đường chính hết anh chị. Và đặc biệt là cái đường vô rất là đẹp luôn. Tí nữa em sẽ có một đoạn video cho anh chị xem là cái đường vô của nó, view rất là đẹp, view nhìn ra Đức Trọng anh chị, Thanh Bình Đức Trọng, rất là đẹp. Thì đối diện đây thì chỉ có một vài căn nhà và có một vài cái homestay. Thì với cái lô đất này với diện tích là hơn 500m2, sẵn 388m2 thổ cư anh chị, thì chủ nhà đang rao bán là 1 tỷ 050, 1 tỷ 050 cho vị trí của lô đất này. Đây anh chị có thể nhìn thấy này, rất là đẹp. Rồi, đi lên trên một đoạn thì em sẽ giới thiệu với anh chị một lô đất luôn. Thì cái lô đất này em cũng đã có quay video cho anh chị xem rồi. Hơn 500m2, sẵn 365m2 thổ cư. Thì chủ nhà đang rao bán là giá cũng 1 tỷ luôn anh chị. 1 tỷ 050 chứ, lô này cũng 1 tỷ 050 luôn. Em xin lỗi, 1 tỷ 050. Cái lô đất mà 15m thì nó nằm ở cuối đấy. Còn lô này thì nằm trên cao này anh chị. Trên cao này thì được cái là view của nó thoáng hơn một xíu. Đây, lô 426 này anh chị. Mặt tiền là 11m. Đây, từ cái cọc này sang bên cái cọc này anh chị. Diện tích là hơn 500m2, sẵn 365m2 thổ cư. Chủ nhà đang rao bán là 1 tỷ 050 nha anh chị. View khá là đẹp. Ở dưới kia thì cũng khá là nhiều dân cư anh chị. Hai lô đất này thì cách nhau tầm khoảng mấy chục mét thôi. Một lô nằm ở trên cao, một lô nằm ở dưới thấp. Để anh chị có cái nhìn mà trực diện hơn về lô đất thì em An sẽ quay một đoạn flycam nha anh chị. Hiện tại trời đã mưa rồi á, nên em xin phép dừng quay video tại đây nha anh chị. Trời mưa rồi này anh chị. Hiện tại thì trời đã mưa rồi anh chị, nên chắc là em xin phép dừng video tại đây.
Thì một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm đến cái video của em An. Thì hiện tại em An đang hỗ trợ các anh chị mà muốn ký gửi đất để bán, quay video để bán đất. Thì anh chị mà muốn ký gửi thì liên hệ với em, số điện thoại em để dưới nha. Anh chị nào mà yêu thích video của em An thì cho em An xin một like và một sub. Cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.